Sứ ngôn viên Minh Đăng và Trang Lương xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us cùng Facebook và YouTube IBC TV Official. Và trước khi gửi đến quý vị những bản tin chi tiết trong chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều ngày thứ sáu hôm nay, mở đầu chúng tôi xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Triển lãm quốc tế Trung Quốc lần thứ 15 về công nghiệp điện hạt nhân khai mạc tại Bắc Kinh. Kỷ niệm ngày trái đất ở Key West với cuộc diễn hành nghệ thuật tái chế. Cuộc trò chuyện qua điện thoại của ông Tập với Zelensky cho thấy là Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Ukraine. Ông Lavrov đã chỉ trích Hoa Kỳ về việc từ chối cấp thị thực cho các nhà báo Nga. Tổng thống đầy hy vọng của Paraguay Pena tìm cách bình tĩnh giữa cơn bão chính trị. Bắt đầu sẽ là tin tức liên quan đến tình hình tại Trung Quốc. Xin cảm ơn quý vị đến với phần tường trình của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, triển lãm quốc tế Trung Quốc lần thứ 15 về công nghiệp điện hạt nhân khai mạc tại Bắc Kinh. Triển lãm quốc tế Trung Quốc lần thứ 15 về công nghiệp điện hạt nhân kéo dài 3 ngày đã khai mạc tại Bắc Kinh vào thứ Tư, thu hút hơn 200 công ty trong và ngoài nước. Là một trong những triển lãm công nghiệp hạt nhân lớn nhất thế giới, sự kiện này đã trở thành một nền tảng quan trọng để trưng bày các công nghệ toàn cầu và thiết bị chính của ngành điện hạt nhân. Trong những năm gần đây thì Trung Quốc đã đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu carbon cap của mình, đó là đạt mức phát thải carbon dioxide cao nhất từ năm 2030 và đạt được mức trung hòa carbon trước năm 2060. Với chủ đề là phát triển năng lượng hạt nhân chất lượng cao trên nền tảng carbon cap, một số mô hình đại diện cho công nghệ điện hạt nhân cấp cao nhất của Trung Quốc bao gồm lò phản ứng Hualong One HPR 1000, lò phản ứng Guiho One CAP 1400 và lò phản ứng cao, lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ được trưng bày tại sự kiện. Tiếp đến là hình ảnh của lễ kỷ niệm Ngày Trái Đất ở tại Key West với cuộc diễn hành nghệ thuật tái chế. Kính thưa quý vị, nghệ thuật tái chế và các tác phẩm điêu khắc di động do con người cung cấp đã làm nổi bật Ngày Trái Đất ở tại Key West khi cuộc diễn hành xe đạp nghệ thuật và điêu khắc động học Papio diễn hành ra qua các trung tâm thành phố lịch sử của hòn đảo vào ngày thứ Bảy, ngày 22 tháng 4. Cuộc diễn hành trong ngày thứ Bảy có 21 chiếc kiệu điêu khắc được làm bằng vật liệu tái chế hoặc là tái sử dụng. Cục tin tức của Florida Keys đã đưa tin, những người hâm mộ nghệ thuật tái chế cũng có thể khám phá cuộc triển lãm Stanley Papio Junkyard Rebel tại bảo tàng Fort East Martello ở Key West. Các nhà vận động biến đổi khí hậu đã tập hợp trên toàn thế giới với các tình nguyện viên trên toàn thế giới trồng cây và dọn rác để đánh dấu lễ kỷ niệm môi trường hàng năm lần thứ 54. Ngày Trái Đất của năm nay chính thức là vào ngày thứ Bảy sau nhiều tuần thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ tăng cao kỷ lục ở tại Thái Lan, cũng như các đợt nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ, nơi đã có ít nhất 13 người chết vì say nắng tại một buổi lễ vào cuối tuần trước. Các nhà khoa học khí hậu đã cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2023 hoặc là 2024. Đến với cuộc trò chuyện qua điện thoại của ông Tập với Zelensky cho thấy là Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Ukraine. Một quan chức Trung Quốc cho biết điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với người đồng cấp Ukraine là Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã cho thấy tầm quan trọng to lớn mà Trung Quốc coi trọng trong việc phát triển quan hệ với Ukraine và Trung Quốc sẵn sàng duy trì hợp tác trong mọi lĩnh vực. Yurun là phó vụ trưởng vụ châu Âu, Trung Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lưu ý rằng Trung Quốc và Ukraine với tư cách là đối tác chiến lược đã duy trì sự phát triển ổn định của quan hệ song phương, giữ liên lạc chặt chẽ và phát triển quan hệ kinh tế trong thời gian qua, vài thập kỷ. Thứ nhất, Trung Quốc và Ukraine là đối tác chiến lược kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 31 năm. Quan hệ Trung Quốc và Ukraine đã phát triển ổn định. Hai bên duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ. Tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky. Ngoại trưởng của hai nước cũng đã gặp mặt trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại nhiều lần trong những năm gần đây. Yu nói,
Mặc dù COVID-19 và sự bùng phát của xung đột đã ảnh hưởng nhiều, nhưng không làm thay đổi quan hệ thương mại giữa hai nước. Tin tức từ Nga đã cho hay ông Lavrov chỉ trích Hoa Kỳ về việc từ chối cấp thị thực cho các nhà báo của Nga. Ngoại trưởng của Nga Sergey Lavrov đã đả kích Hoa Kỳ vì đã từ chối cấp visa cho các phóng viên của Nga có ý định tháp tùng ông trong chuyến thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc tại một cuộc họp báo trong ngày thứ Ba tuần này. Khi Nga giữ chức Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng này, ông Lavrov dự trù sẽ chủ trì một cuộc họp ở New York, nhưng Hoa Kỳ đã từ chối cấp visa cho các nhà báo đưa tin về chuyến đi của ông. Trong cuộc gặp với ông Lavrov đầu tuần này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã cập nhật cho ông về những nỗ lực của Ban thư ký Liên Hiệp Quốc trong việc giải quyết các vấn đề của nước chủ nhà, đặc biệt là liên quan đến visa cho các quan chức của Nga. Chỉ ra âm mưu của phương Tây chống lại truyền thông của Nga và thói đạo đức giả trong cái gọi là tự do ngôn luận, ông Lavrov cho biết các biện pháp trả đũa sẽ được thực hiện để đáp trả hành vi này của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống đầy hy vọng của Paraguay Pena tìm cách bình tĩnh giữa cơn bão chính trị. Ứng cử viên tổng thống thuộc đảng bảo thủ cầm quyền của Paraguay, ông Santiago Pena, đã tổ chức lễ vận động tranh cử tổng kết vào thứ Tư ngày 26 tháng 4 khi ông chuẩn bị đối đầu với lãnh đạo phe đối lập Efren Aleguer trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 30 tháng 4. Cựu bộ trưởng tài chính 44 tuổi đang cố gắng vượt qua vòng xoáy chính trị với các cáo buộc tham nhũng nhấn chìm đảng của ông. Sự chia rẽ nội bộ và áp lực gia tăng từ nông dân đối với kế hoạch duy trì quan hệ với Đài Loan của ông. Pena sẽ đối mặt với một nhóm ứng cử viên trong một cuộc bỏ phiếu một vòng. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là Pena hoặc thủ lĩnh phe đối lập trung tả Efren Aleguer có thể chiến thắng và hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán một cuộc đua sát nút. Santi, tên thường gọi của ông, đã cam kết với chính sách thân thiện với doanh nghiệp, tập trung vào tạo việc làm, giữ thuế thấp và thu hút đầu tư nước ngoài. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ứng cử viên của đảng Colorado đã tuyên bố sẽ mở rộng quan hệ ngoại giao kéo dài hàng thập kỷ của Paraguay với Đài Loan, bất chấp áp lực phải mở cửa với Trung Quốc và người tiêu dùng khổng lồ của nước này. Và kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ, đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Quay trở lại sẽ là cập nhật những tin tức từ Singapore, việc tăng thuế bất động sản nhằm hạ nhiệt thị trường bất động sản như thế nào? Hay Tổng thống Mexico đã nói gì khi ông bị ngất xỉu? Ngoại trưởng của Trung Quốc có cuộc hội đàm với các nhà ngoại giao cấp cao các nước Trung Á với những chi tiết ra sao? Tin tức liên quan đến Việt Nam cũng như bản tin trong phần tin cộng đồng và những tin tức khác mới nhất vừa được cập nhật. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng đón xem trong phần tiếp theo cùng với đài trình IBC TV.